Chào các bạn, mình Đức của MHDU Channel. Chúng ta lại gặp nhau trong video định kỳ vào tối thứ năm lúc 20 giờ và 10 giờ sáng ngày thứ bảy hàng tuần. Trên tay của mình lúc này các bạn có thể thấy đó chính là hộp bài Yu-Gi-Oh! Hero Strike Structure Deck mà mình nghĩ là các bạn đã là bài thủ rồi thì không ai mà không biết đến bộ bài rất nổi tiếng này. Nó sẽ xoay quanh các quái thú Elemental Hero được sử dụng bởi Yuki Yudai trong phần Yu-Gi-Oh! GX. Cách đây gần 5 năm thì trên MHDU Channel thì đã có video mở hộp Hero Strike này rồi. Nhưng mà công nghệ cái thời đó nó sẽ không có được như bây giờ, nên quay không có được hay. Nói là không được hay thôi, nhưng mà thực ra thì cho đến bây giờ thì video đó được gần 100.000 lượt xem rồi đó các bạn. Điều này chứng tỏ là sức hút của cái hộp bài này luôn vô cùng lớn đúng không nào? Video ngày hôm nay mình sẽ quay ở độ phân giải là 4K chất lượng cao nhất để các bạn xem cho đã mắt nha. Hero Strike Structure Deck hiện đang có hàng trên website của mhdeustore.com với giá chỉ khoảng là 369.000 đồng. Phải nói đây là mức giá rất là tốt so với thời điểm năm 2015. Vào lúc đó thì mình nhớ không lầm thì có khi nó đến với cái mức tiền là 400-500 ngàn một hộp mà nhiều khi không có hàng để mà mua luôn. Trước khi vào phần mở hộp thì mình xin thông tin với các bạn một chút, đó là cuối tuần sau là Black Friday rồi. Đây cũng là dịp xả kho lớn nhất của MHDU Store. Hãy ghé website và Facebook thường xuyên để cập nhật thông tin và chuẩn bị săn hàng giá tốt nha các bạn. Và rồi, trên tay của mình lúc này đó chính là Hero Strike Structure Deck. Như thường lệ, trước khi mở hộp chúng ta hãy cùng xem qua bên ngoài xem một chút nha các bạn. Phần mặt trước chúng ta có các quái thú chủ lực của bộ bài này, đó chính là các hero đeo mặt nạ Mask Hero. Đây là phần trên các bạn nha, Elite Edition, nghĩa là các lá bài ở trong hộp bài này sẽ đều là phiên bản tiếng Anh. Chúng ta sẽ có là Yu-Gi-Oh! The Card Game. Đây là mặt bên, chúng ta sẽ có ở đây là tên chính hãng do KDM2 phân phối. Đây là chữ Hero Strike Structure Deck Yu-Gi-Oh! Và đây cũng tương tự các bạn. Phần mặt sau chúng ta có là mô tả chi tiết của sản phẩm này. Ở đây các bạn sẽ thấy là phần danh sách các lá bài có ở bên trong của cái hộp bài này và phần giới thiệu bằng tiếng Anh ở đây. Đây các bạn, một số thứ tiêu biểu sẽ được in hình ở đây và hình dạng cái bàn đẩu ở bên trong. Trong cái hộp bài này chúng ta có tất cả là 40 lá bài ở đồ hiếm là Common, 1 lá bài ở đồ hiếm Ultra Rare và 4 lá bài ở đồ hiếm là Super Rare. Và phần mặt dưới là xuất xứ của sản phẩm. Hộp bài này được nhập khẩu từ Mỹ về nha các bạn. Và rồi, chúng ta hãy cùng vào phần mở hộp nè. Đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có là một quyển sách hướng dẫn Official Runebook. Trước đây thì in rất là dày các bạn và thông tin chi tiết. Bây giờ thì nó sẽ gọi là Beginner Book, nó sẽ nhỏ hơn, rút gọn nhiều thông tin hơn so với cái quyển này. Đây là quyển 9.1 các bạn, hiện tại thì đã có phiên bản 10 hoặc là hơn rồi. Chúng ta sẽ có ở đây là một cái bàn đấu, nửa cái bàn đấu các bạn, dành cho phần sân của các bạn với hình các quái thú chủ lực trong cái hộp bài này. Phần mặt sau cũng là trắng các bạn nha. Đây sẽ là một cái tờ hướng dẫn với danh sách các bài bên trong, kèm theo đó là hướng dẫn để các bạn có thể combo rất là tốt với bộ bài này. Phần mặt sau chúng ta sẽ có phần bổ sung. Tất nhiên là các sản phẩm bổ sung này bây giờ các bạn tìm không thấy ở đâu. Cái bắt này cũ lắm rồi. The New Challenger nè, ở đây là Mega Team 2014, cũng như là Elite Alliance Deluxe Edition. Bây giờ không tìm thấy ở đâu nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là bộ bài Hero Strike của chúng ta. Mình sẽ zoom camera gần lại cho các bạn dễ theo dõi bộ bài này nha. Bây giờ mình sẽ khui niêm phong của bộ bài ra đây. Chúng ta hãy cùng đến với các lá bài của bộ bài Hero Strike. Đầu tiên, chúng ta sẽ có đây là quái thú Construct Hero Chaos các bạn. Phải được triệu hồi dung hợp và không thể triệu hồi đặc biệt theo bất kỳ cách nào khác. Khi lá bài này mà ngửa trên sân thì nó cũng sẽ được xem như là một quái thú hệ Light, mặc dù đây là quái thú hệ bóng tối. Mỗi lần một lượt trong lượt điêu cả hai người chơi thì bạn có thể chọn một lá bài ngửa trên sân vô hiệu hóa hiệu ứng cho đến cuối lượt. Lá bài kế tiếp nha các bạn, chúng ta sẽ có đây là Elemental Hero Shadow Smith, lá bài đắt tiền nhất trong bộ bài này nha các bạn. Hiệu ứng của nó thì vô cùng mạnh mẽ và cực kỳ phù hợp với các quái thú hero. Nếu lá bài này được triệu hồi đặc biệt thì bạn có thể lấy một lá Chain Witchblade Spell từ trong bộ bài lên tay. Nếu lá bài này mà bị gửi xuống mộ thì bạn có thể lấy một con hero từ trong bộ bài lên tay, trừ con hero Shadow Smith, tức là bạn không được lấy nó lên nữa nha. Bạn chỉ có thể sử dụng một hiệu ứng của con Shadow Smith này một lần một lượt mà thôi. Chúng sẽ có đây sẽ là Mask Hero Koga các bạn, công 2500 thủ 1800, phải triệu hồi đặc biệt với lá bài Mask Chain. Chút nữa các bạn thấy lá bài Mask Chain luôn nha. Và không thể triệu hồi đặc biệt theo bất kỳ cách nào khác. Lá bài này sẽ được cộng thêm 500 công cho mỗi quái thú mà đối phương điều khiển,
Mỗi lần một lượt trong điều cả hai người chơi thì bạn có thể banish đi một con hero ở dưới mộ các bạn để mà chọn quái thú ngựa trên sân của đối phương, thì quái thú đó sẽ bị mất đi số tấn công bằng với lại công của quái thú bị banish đi. Kế tiếp chúng ta sẽ có, đây sẽ là Mass Hero Divine Swing, cần gió thần thánh các bạn. Phải được triệu hồi đặc biệt bởi lá bài Mass Chain và không có triệu hồi đặc biệt theo bất kỳ cách nào khác, không bị tiêu diệt bởi chiến đấu. Đối phương chỉ có thể tấn công bằng một quái thú trong một battle phase mà thôi. Khi lá bài này mà tiêu diệt quái thú của đối phương bởi chiến đấu và gửi nó xuống mộ thì bạn có thể rút một lá bài mới lên. Kế tiếp các bạn ơi, đây sẽ là Mass Hero Darklore, một quái thú dung hợp với level là 6. Phải triệu hồi dung hợp bởi lá bài Mass Chain và không có triệu hồi đặc biệt theo bất kỳ cách nào khác. Tất cả các lá bài của đối phương gửi xuống mộ đều sẽ bị panic đi. Mỗi lần một lượt, nếu đối phương lấy một lá bài từ trong một bài của họ lên tay mà không qua cái lượt rút bài hay là trong cái dump step thì bạn có thể loại bỏ đi một lá bài ngẫu nhiên trên tay của đối phương. Chúng ta sẽ có lá bài Elemental Hero Ocean, còn 1500 thì 1200. Mỗi lần một lượt trong standby phase thì bạn có thể chọn một con hero quái thú mà bạn điều khiển hoặc là ở dưới mộ và đưa quái thú đó trở về tay. Chúng ta sẽ có, đây sẽ là Elemental Hero Woodsman. Mỗi lần một lượt trong lượt standby phase thì bạn có thể lấy một lá bài dung hợp từ trong bộ bài hoặc là ở dưới mộ lên tay. Chúng ta sẽ có là Elemental Hero Vantic, công 1000 thì 1500. Khi lá bài này mà gây thiệt hại vào gốc của đối phương thì bạn có thể chọn một quái thú Elemental Hero mà bị banish đi, triệu hồi đặc biệt nó trở về sân. Chúng ta sẽ có, đây sẽ là Elemental Hero Hit các bạn, công 1600 thì 1200. Lá bài này sẽ được cộng thêm 200 công cho mỗi con Elemental Hero mà bạn điều khiển. Chúng ta sẽ có, đây sẽ là Elemental Hero Avian, công 1000 thì 1000. Đây sẽ là Elemental Hero Neo các bạn, rất quen thuộc đúng không? Đây sẽ là Elemental Hero Neo Alias, công 1900 thủ 1300. Lá bài này sẽ được xem như là quái thú bình thường khi nó ngựa ở trên sân, bởi vì đây là quái thú game mini nha các bạn. Đây, game mini. Thì bạn có thể triệu hồi bình thường nó thêm một lần nữa để nó trở thành một quái thú có hiệu ứng và có cái hiệu ứng như sau. Lá bài này sẽ có tên sẽ là Elemental Hero Neo khi mà nó đang ở trên sân. Chúng ta sẽ có, đây sẽ là Elemental Hero Flydead các bạn, công 2600 thì 1800. Nếu lá bài này tấn công quái thú phòng thủ của đối phương thì nó sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủ vào điểm gốc nha các bạn. Chúng ta sẽ có, đây là Elemental Hero Necrosect các bạn. Hiệu ứng của nó như sau, một lần duy nhất. Khi lá bài này đang ở dưới mộ thì bạn có thể triệu hồi bình thường quái thú Elemental Hero level 5 hoặc cao hơn mà không cần vật hiến tế. Tất nhiên là rất là phù hợp nếu các bạn chơi chung nó với con Playdead này các bạn. Chúng ta đến với là bài kế tiếp. Đây sẽ là Elemental Hero Wild Heart các bạn, công 1500 thủ 1600. Lá bài này sẽ không bị ảnh hưởng bất kỳ hiệu ứng của một cạm bẫy nào. Chúng ta sẽ có, đây sẽ là Elemental Hero Purple Man, công 800 thủ 1200. Nếu chỉ có lá bài này trên tay của các bạn, bạn có triệu hồi đặc biệt lá bài này từ trên tay. Khi lá bài này mà được triệu hồi, bạn có thể rút hai lá bài với điều kiện là bạn sẽ không có điều khiển bất kỳ lá bài nào cũng như là không có bài ở trên tay. Chúng ta sẽ có lá bài kế tiếp, đó chính là Neo Patient Ranmon các bạn, công 900 thủ 300. Khi bắt đầu của dump step, nếu lá bài này mà chiến đấu với một quái thú của đối phương thì bạn có thể đưa lá bài này và quái thú của đối phương trở về tay. Chúng ta sẽ có, đây sẽ là Hornet các bạn, công 1100 thủ 1900. Trong main phase bạn có thể đưa cái lá bài ngựa này đang ở trên sân trở về tay. Trong lượt điêu cả hai người chơi và ở trong dump step, khi có một quái thú hệ ánh sáng của các bạn mà chiến đấu với quái thú của đối phương, bạn có thể gửi lá bài này từ trên tay xuống mộ để quái thú của các bạn sẽ được cộng công bằng với lại số tấn công của quái thú của đối phương cho đến cuối cái lượt đó. Đây là một hand trap cũng khá là dữ dội đó các bạn. Chúng ta sẽ có là cả Strapper với level 3, công 400 thủ 400. Mỗi lần một lượt bạn có thể gửi từ 1 đến 3 lá bài từ đỉnh một bài xuống mộ thì quái thú này sẽ được cộng thêm 500 công tương ứng với mỗi lá bài được gửi xuống. Nếu lá bài này mà bị tiêu diệt và gửi xuống mộ thì bạn sẽ được rút một lá bài. Chúng ta sẽ có, đây sẽ là Wind Curibor các bạn, Curibor có cánh, quái thú rất được yêu thích trong series Yu-Gi-Oh! GX với công 300 thủ 200. Nếu lá bài này đang ở trên sân mà bị tiêu diệt và gửi xuống mộ thì trong lượt đó bạn sẽ không nhận bất kỳ thiệt hại nào từ chiến đấu. Chúng ta sẽ có, đây sẽ là Summoner Monk các bạn, công 800 thủ 1600. Khi lá bài này ngửa ở trên sân thì nó sẽ không bị hiến tế. Nếu lá bài triệu hồi bình thường hoặc blip, nó sẽ được chuyển sang attack phòng thủ. Mỗi lần một lượt thì bạn có thể discard một lá bài ma pháp từ đường tay xuống mộ để mà triệu hồi đặc biệt một quái thú level 4 từ trong bộ bài ra sân. Nhưng mà quái thú đó sẽ không được quyền tấn công trong cái lượt nó được triệu hồi ra. Chúng ta sẽ có, đây sẽ là Homunculus the Alchemist Being các bạn. Mỗi lần một lượt thì bạn có thể thay đổi cái attribute của lá bài này
Hiện tại cái attribute gốc của nó là hệ light các bạn, hệ ánh sáng. Thì các bạn có thể tùy ý muốn đổi qua hệ nào cũng được, ví dụ như là hệ bóng tối nè, hệ gió nè, hệ nước nè, vân vân, tùy ý các bạn. Lá bài này sẽ cực kỳ là hữu hiệu trong bộ bài này, thì chút nữa khi mà đến cái loại ma pháp mà sẽ thấy nha. Chúng ta sẽ có lá bài Machine 2 các bạn, một Wood Play Spell, nghĩa là bạn có thể úp nó xuống và kích hoạt trong lượt của đối phương luôn. Discard một lá bài, sau đó chọn quái thú ngựa ở trên sân mà có một cái level, trừ các quái thú là Link hay là các quái thú Exit nha các bạn. Bây giờ Exit thì nó sẽ không có level, quái thú Link cũng không có level luôn. Gửi quái thú được chọn đó xuống mộ, và ngay sau đó bạn có thể triệu hồi đặc biệt từ Estrades một quái thú Mask Hero. Quái thú Mask Hero được triệu hồi ra bởi hiệu ứng của lá bài Match Gen 2 này sẽ có level cao hơn level của quái thú bị gửi xuống mộ và cùng với lại attribute của quái thú được gửi xuống nha các bạn. Và chỉ có thể kích hoạt một lá bài Match Gen 2 này trong một lượt mà thôi. Chúng ta sẽ có lá bài kế tiếp, đó chính là Form Change, thay đổi hình dạng, vẫn là một Wood Play Spell nha các bạn. Chọn quái thú dung hợp Hero mà bạn đang điều khiển, đưa quái thú đó trở về Estrades, sau đó triệu hồi đặc biệt từ trong Estrades ra một con Mask Hero với cùng level của quái thú được đưa về nhưng mà khác tên nha các bạn. Cái việc mà triệu hồi quái thú Mask Hero bởi cái lá Form Change này thì nó cũng sẽ được tính như là hiệu ứng của lá bài Mask Change. Kế tiếp đây chính là Mask Chair, sạc cho cái mặt nạ, sạc pin cho cái mặt nạ. Chọn một con Hero và một Chain with Play Spell ở dưới mộ, thêm nó lên tay. Chúng sẽ có đây sẽ là Match Chain, một with Play Spell rất nổi tiếng đó các bạn. Chọn một con Hero mà bạn đang điều khiển, gửi nó xuống mộ. Và ngay sau đó bạn có thể triệu hồi đặc biệt một con Mask Hero từ Estrades với cùng attribute của quái thú bị gửi xuống mộ ra sân. Kế tiếp chúng sẽ có đây sẽ là lá bài dung hợp Polymerization. Đây sẽ là Miracle Fusion các bạn. Dung hợp một quái thú Elemental Hero dung hợp từ trong Estrades bằng cách loại bỏ đi các nguyên liệu dung hợp đang ở trên sân hoặc là ở dưới mộ của các bạn. Chúng sẽ có đây sẽ là Parallel World Fusion. Triệu hồi dung hợp một quái thú Elemental Hero dung hợp từ trong Estrades ra sân, sử dụng nguyên liệu là các quái thú bị banish đi và xào các nguyên liệu đó trở về bộ bài của các bạn. Bạn sẽ không được quyền triệu hồi đặc biệt bất kỳ quái thú nào trong suốt cái lượt mà các bạn kích hoạt hiệu ứng của lá này nha các bạn. Là bài kế tiếp chúng ta có đây sẽ là A Hero Life. Nếu bạn không điều khiển quái thú ngựa nào, mất một nửa điểm gốc, triệu hồi đặc biệt một quái thú level 4 hoặc thấp hơn Elemental Hero từ trong bộ bài ra sân. Chúng ta sẽ có đây sẽ là Hero Smart các bạn, mặt nạ Hero. Chọn quái thú ngựa trên sân của các bạn, gửi một Elemental Hero từ trong bộ bài xuống mộ. Và nếu bạn làm như vậy thì cái quái thú được chọn ở ban đầu sẽ có tên giống với tên quái thú được gửi xuống cho đến cuối lượt. Kế tiếp chúng ta sẽ có đây sẽ là Hack Hitic Hurt các bạn. Đây sẽ là bộ 4 lá. Đây các bạn, đây là bộ 4 lá. Nó sẽ viết thành chữ là Hero. Đầu tiên là chữ H. Chữ H này Hit It Hurt nghĩa là trái tim nóng. Chọn một quái thú ngựa mà bạn đang điều khiển, cho đến cuối lượt đó nó sẽ được cộng thêm 5 lần sức tấn công. Và nếu nó tấn công một quái thú phòng thủ thì sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủ và đối với đối phương nha các bạn. Đây sẽ là E, Emergency Call, gọi khẩn cấp. Lấy một con Elemental Hero từ trong bộ bài lên tay. Đây sẽ là chữ R, Righteous Justice, công lý và chính nghĩa. Tiêu diệt một ma pháp và cạm bẫy bằng với lại số lượng Elemental Hero mà bạn điều khiển. Đây sẽ là chữ O trong Oversoul, dịch đại khái là tâm hồn cao thượng đi các bạn. Chọn quái thú Elemental Hero Normal Monster ở dưới mộ và triệu hồi đặc biệt nó lên sân. Chúng sẽ có đây sẽ là Reinforce of the Army, lấy một quái thú level 4 hoặc thấp hơn Warrior từ trong bộ bài lên tay. Đây sẽ là The Warrior Return Alive, chọn một quái thú Warrior ở dưới mộ thêm lên tay của các bạn. Đây sẽ là Board of Duality, xem 3 lá trên đỉnh bộ bài của các bạn và lấy một lá lên tay, sau đó xài bộ bài lên. Trong suốt cái lượt mà các bạn đã kích hoạt cái lá bài Board of Duality này thì bạn sẽ không được quyền triệu hồi đặc biệt bất kỳ quái thú nào. Chúng ta sẽ có đây sẽ là Hero Signal các bạn. Khi một quái thú của các bạn mà bị tiêu diệt bởi chiến đấu và gửi xuống mộ, bạn có triệu hồi đặc biệt một level 4 hoặc thấp hơn Elemental Hero từ trên tay hoặc là trong bộ bài ra sân. Chúng ta sẽ có đây sẽ là Hero Blast, lấy một Elemental Hero Normal Monster ở dưới mộ lên tay. Và nếu như đối phương có điều khiển các quái thú nào mà có công thấp hơn công của quái thú được lấy lên tay thì tiêu diệt các quái thú đó nha các bạn. Đây sẽ là Call of the Haunted, quá quen thuộc rồi. Đây sẽ là Bottomless Trap Hole. Chúng ta sẽ có đây sẽ là Compulsory Evacuation Device. Đây sẽ là Battlega Howling. Chúng ta sẽ có là Elemental Hero Race Tornado các bạn, công 2008 thủ 2200. Nó sẽ được dung hợp bởi một quái thú Elemental Hero và một quái thú hệ Wind, tức là hệ gió. Phải triệu hồi dung hợp và không triệu hồi đặc biệt theo bất kỳ cách nào khác. Nếu lá bài này mà được triệu hồi dung hợp thành công thì nó sẽ giảm đi một nửa sức tấn công của tất cả những quái thú trên sân của đối phương nha các bạn. Và rồi, đây là lá cuối cùng trong cái hộp bài này.
Mình vừa hoàn thành xong video mở hộp bộ bài Hero Strike Structure Deck. Cảm ơn các bạn đã giúp theo dõi và đừng quên subscribe để ủng hộ cho MHideal Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.